Lâm Khánh Chi trần tình về phát ngôn Phan Hương Giang idol mất dạy, họ cố tình gài bẫy hại tôi. Tôi nghĩ Phan Hương Giang đã cố tình gài rồi cắt ghép đoạn livestream để đăng lên mạng. Rất nhiều lần tôi bị hại như vậy, Lâm Khánh Chi trần tình. Liên quan đến phát ngôn, tôi chưa thấy fan của ai mất dạy như fan của Hương Giang idol đang gây xôn xao trên mạng xã hội. Mới đây chia sẻ với báo, Lâm Khánh Chi không khỏi bức xúc kể lại sự việc. Người đẹp chuyển giới khẳng định, chiều ngày 17 tháng 4, cô có trò chuyện giao lưu khán giả trên trang cá nhân. Người đẹp họ Huỳnh cho biết, cô có kể lại việc bị fan Hương Giang idol mỉa mai khi nữ ca sĩ họ Nguyễn đăng quang cuộc thi Hoa hậu. Đúng là chiều 17 tháng 4, tôi có thực hiện một livestream để giao lưu với khán giả trên trang cá nhân và có kể lại câu chuyện tôi bị Phan Hương Giang mỉa mai, châm biếm khi cô ấy mới đăng quang Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018. Đó là thời điểm tôi sợ dùng trang cá nhân vì Phan Hương Giang ngày nào cũng vào chửi bới với nhiều lời lẽ thiếu văn hóa. Tôi chưa chúc mừng Hương Giang thì bị nói ganh tị, khi chúc mừng rồi thì nói sao tôi giả tạo vậy. Khi đó tôi mới nói, Giang có gì để tôi ganh tị, vậy mà Phan Hương Giang nói tôi nói Hương Giang không bằng tôi. Câu nói này là do Phan Hương Giang nói trước, Lâm Khánh Chi giải bày. Đặc biệt, giọng ca Sầu Thiên Thu khẳng định những gì cô nói trong cuộc livestream đều do người hâm mộ của Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018 cố tình gài, sau đó cắt ghép và tung lên mạng xã hội. Tôi nghĩ Phan Hương Giang đã cố tình gài tôi, rồi cắt ghép đoạn livestream để đăng lên mạng. Rất nhiều lần tôi bị như vậy, và bắt lỗi từng dấu hậu dấu ngã mà tôi đăng tải trên trang cá nhân, để rồi báo chí có cái nhìn khác về tôi. Tôi thực sự không muốn nói thêm gì nữa, người đẹp chuyển giới thẳng thắn. Trước đó vào ngày 17 tháng 4, Lâm Khánh Chi gây sốc khi điểm mặt chỉ tên Phan Hương Giang là những người mất dạy. Nguyên nhân khiến Lâm Khánh Chi bức xúc là do hình ảnh công chúa bị đem ra mỉa mai, chế nhạo thậm chí xúc phạm. Hương Giang đoạt giải Hoa hậu thì liên quan gì tới tôi mà tụi fan nó lên Facebook chửi tôi không ra một cái gì hết. Chưa kịp khen thì chúng nó bảo ganh tị. À mà không khen, đến khi khen tôi lại bị chửi giả tạo. Sống làm sao để vừa lòng tụi bay. Tụi bay có thần tượng Hương Giang như thế nào thì Hương Giang cũng không hơn được chị. Mỗi người có một vị trí trong lòng khán giả, nếu thích thần tượng thì đừng làm ảnh hưởng đến thần tượng của mình. Người đẹp 41 tuổi công khai rõ mặt. Không những thế, chân dài họ Huỳnh thẳng thắn cho biết cô chưa thấy khán giả của ai mất dạy như khán giả của Hương Giang idol. Bên cạnh đó, những lời lẽ xúc phạm của người mà cô nhắc đến khiến nữ ca sĩ tổn thương. Đắp mình trong phòng khóc một mình, tôi chưa thấy khán giả của ai mất dạy như khán giả của Hương Giang. Tụi nó chửi khiến tôi từng phải đắp mình khóc trong phòng một mình, chửi tôi không còn một cái gì hết, trong khi tôi đâu có đụng chạm gì đâu, thần tượng ai thì qua Facebook người đó mà tung hô. Hôm nay bức xúc là phải nói hết luôn, bởi không ai có thể ngồi yên được khi bị chửi nhiều lần như thế. Mỉa mai tôi ganh tị Hương Giang, nhưng Hương Giang đâu có gì hơn tôi đâu mà ganh, Lâm Khánh Chi bức xúc. Vẽ điển trai hút hồn của nam diễn viên cởi áo, khoác cho nhà Phương giữa đêm lạnh. Giữa tiết trời đêm Hà Nội, diễn viên Nhan Phúc Vinh đã cởi áo khoác cho nhà Phương để cô không bị lạnh. Hành động này một lần nữa khiến dân mạng phát sốt và tin đồn cặp đôi đang yêu nhau lại được lan rộng. Trong lúc tin đồn Trường Giang và nhà Phương đã đường ai nấy đi, thì nghi án hẹn hò của nữ diễn viên và Nhan Phúc Vinh càng được dư luận chú ý. So với Trường Giang thì Nhan Phúc Vinh được coi là người tình màn ảnh của nhà Phương. Người đẹp Đắk Lắk kết hợp tới 3 phim, kể cả truyền hình lẫn điện ảnh với Nhan Phúc Vinh. Mới đây nhất trong một dự án phim, giữa lúc Trường Giang gây ồn ào với màn cướp sóng cầu hôn, thì nghi án nhà Phương yêu Nhan Phúc Vinh bị đồn thổi. Trước thông tin này, nhà Phương chia sẻ, không hiểu sao mọi người lại đồn chúng tôi là một cặp, hai đứa quen nhau và thân thiết lâu lắm rồi, cũng phải 6-7 năm nay, từ khi tôi còn chưa đóng tuổi thanh xuân. Nếu yêu nhau, chúng tôi đã yêu nhau từ hồi đó, giờ mới hẹn hò có phải muộn quá không? Sau đó, hình ảnh Nhan Phúc Vinh và Nhã Phương một lần nữa xuất hiện trên mạng xã hội. Phía quản lý của Nhã Phương đã vội vàng giải thích, không hề có chuyện Nhã Phương đang hẹn hò hay tìm hiểu Nhan Phúc Vinh. Cuối năm 2017, cả hai vừa quay chung một bộ phim truyền hình. Có lẽ do phim sắp lên sóng nên mới xuất hiện nhiều hình ảnh chung của nam nữ chính khiến nhiều người hiểu lầm. Ngoài đời, Nhã Phương chỉ xem Vinh như bạn bè, đồng nghiệp thân thiết, hoàn toàn không yêu đương gì cả. Khi những hình ảnh đầu tiên về Nhan Phúc Vinh xuất hiện, fan của Nhã Phương khá hài lòng với hình thể lẫn gương mặt của anh. Nam diễn viên sinh năm 1986, cao 1m81, quê gốc Cần Thơ và gặt hái được nhiều thành công trong lĩnh vực điện ảnh lẫn truyền hình. Cụ thể năm 2009, Nhan Phúc Vinh đã giành giải bạc cuộc thi Ngôi sao Người mẫu thế hệ mới. Trong năm 2013, nam diễn viên này đã gặt hái nhiều thành công,
trong đó có giải thưởng Mai Vàng và giải HTV Award. Đây đều là những giải thưởng do khán giả bình chọn cho anh. Không chỉ vậy, trong cuộc sống, Nhan Phúc Vinh được bạn bè đồng nghiệp yêu mến bởi tính cách giang hòa. Còn với khán giả, Nhan Phúc Vinh là một ngôi sao sạch, chưa bao giờ anh dùng scandal để nổi tiếng. Chính lý do này đã khiến nhiều người tin tưởng anh và diễn viên Nhã Phương đang hẹn hò. Nam diễn viên gốc Cần Thơ được xem là người có thực lực trong làng giải trí. Anh không dùng chiêu trò để tạo sự nổi tiếng. Với Nhan Phúc Vinh, chỉ có chăm chỉ mới đi tới thành công. Nhan Phúc Vinh có gương mặt nam tính hút hồn phái nữ. Nhan Phúc Vinh đẹp như tài tử điện ảnh. Nhan Phúc Vinh vẫn luôn phủ nhận chuyện yêu đương với Nhã Phương. Tôi buồn cười và không hiểu tại sao mọi người lại đồn như thế. Chúng tôi chỉ là đồng nghiệp thôi, anh trả lời. Phát sốt với clip Nhan Phúc Vinh cầu hôn Nhã Phương. Sau scandal của Trường Giang, Nhã Phương khiến nhiều người ngỡ ngàng trước clip Nhan Phúc Vinh cầu hôn. Sau lễ trao giải cánh diều diễn ra vào ngày 15 tháng 4, Nhã Phương và Nhan Phúc Vinh nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán của dư luận. Nhiều người cho rằng cả hai đang có mối quan hệ trên mức tình bạn và đồng nghiệp. Cụ thể, Nhan Phúc Vinh đã cởi áo vest ngoài đưa cho Nhã Phương mặc tại buổi lễ trao giải cánh diều và hình ảnh cặp đôi vui vẻ đi ăn khuya đến 2 giờ sáng bị giới săn ảnh bắt gặp. Vì lẽ đó mà trên mạng xã hội, hình ảnh thân thiết của cặp đôi khi tham gia đóng phim chung được lan truyền rất nhiều, đặc biệt là phân cảnh Nhan Phúc Vinh cầu hôn Nhã Phương trong phim Thám tử Miệt Vườn. Ba lần đóng phim cùng nhau, Nhã Phương và Nhan Phúc Vinh khiến nhiều người ngỡ rằng họ là một cặp bởi độ tình cảm thân thiết mà hai người dành cho nhau. Cụ thể, vào hồi năm ngoái, Nhan Phúc Vinh bất ngờ đăng tải hình ảnh anh chụp cùng Nhã Phương và đạo diễn Khải Anh. Tuy nhiên, đoạn trạng thái của soái ca khiến dư luận xôn xao. Tạm biệt các tình yêu, kết thúc một chặng đường, kết thúc một kỷ niệm đẹp, Miss You. Ngày ấy mình đã yêu và nhận được sự tương tác là biểu tượng icon dễ thương của Nhã Phương. Trong phim Hương Bưởi, Nhan Phúc Vinh vào vai Tây công tử ăn chơi chúng miệt vườn tên là Phi Du. Anh luôn quậy phá khắp xóm làng và khiến cho gia đình lâm vào những tình huống dở khóc dở cười. Phim cũng là quá trình trưởng thành của Phi Du khi anh quyết tâm theo đuổi ước mơ và trân quý những giá trị truyền thống của quê hương. Có tài vẽ, Phi Du thi đậu trường mỹ thuật, tại đây anh trót phải lòng cô người mẫu vẽ Phương Nghi. Chuyện tình lãng mạn gặp phải trắc trở khi Phương Nghi phát hiện ra mình bị bệnh nặng, cô quyết định rời bỏ Phi Du. Mất người yêu, dù rơi vào bế tắc, dù không cùng xuất hiện xuyên suốt trong phim ngay trong lần đầu hợp tác, cả hai đã thể hiện sự ăn rơ với những cảnh quay tình tứ ngọt ngào đầy ấn tượng. Hương Giang Idol, nếu có cơ hội tôi sẽ làm buồng chứng để trở thành người vợ thật sự. Hiện tại tôi khá hài lòng về ngoại hình và nếu có cơ hội, mình sẽ làm buồng chứng. Đây là cơ hội để trở thành người phụ nữ có thể sinh con, đẻ cái và trở thành người mẹ, người vợ thật sự, Hương Giang Idol bày tỏ. Trở về từ Thái Lan với chiếc vương miện Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018, Hương Giang Idol bắt đầu cuộc sống trong vai trò mới tại quê nhà. Sau những ngày nghỉ ngơi dành thời gian tri ân, những người đã đồng hành chinh phục đỉnh cao nhan sắc, giọng ca trò đùa của tạo hóa đã quay trở lại công việc. Bên cạnh các sự kiện giải trí, nữ ca sĩ chuyển giới bắt đầu tham gia game show truyền hình. Gần đây nhất, Hương Giang Idol chính thức xác nhận tham gia chương trình Khi đàn ông mang bầu. Trong clip nhá hàng Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018 khiến người xem bật cười với lời tuyên bố hài hước nhường chồng cho Hòa Minzy, vì rằng không còn sức để đi đánh ghen với chiếc bụng bầu nặng nề. Sau bụng bầu giả, tân hoa hậu chuyển giới gây chú ý đặc biệt với những tiết lộ về mong muốn thầm kín mới đây. Dù hài lòng về ngoại hình, nhưng Hương Giang Idol cho biết cô vẫn mong muốn được nâng cấp một số bộ phận trên cơ thể để có thể trở thành một người phụ nữ thật thụ. Theo đó, buồng chứng là bộ phận cơ thể mà nữ ca sĩ vì yêu mà cưới ấp ủ được đại tu. Hiện tại tôi khá hài lòng về ngoại hình và nếu có cơ hội, mình sẽ làm buồng chứng. Đây là cơ hội thật sự để trở thành người phụ nữ có thể sinh con, đẻ cái và trở thành người mẹ, người vợ. Tuy nhiên, ngay sau đó, người đẹp cũng ngậm ngùi nói thêm về quy định đối với tân hoa hậu. Sau khi đăng quang hoa hậu, thì theo luật của chương trình, hoa hậu sẽ không được thay đổi ngoại hình như động chạm dao kéo, kể cả tóc cũng không được nhuộm. Trong chương trình, Hương Giang Idol cũng chia sẻ về cảm giác lần đầu tiên được mặc trang phục bikini. Theo ngôi sao Em Không Tiếc Núi, điều khiến nàng hậu nhớ mãi đó là khoảnh khắc đầu tiên được khoác trên mình chiếc áo tắm hai mảnh. Sau khi thực hiện ca chuyển giới thành công, lần đầu tiên được khoác lên người bộ áo tắm, tôi vô cùng sung sướng và hạnh phúc.
cảm giác được sống đúng với con người mình không gì sung sướng hơn, Hương Giang Idol bộc bạch. Về quá khứ, giọng ca trò đùa của Tạo Hóa cũng mở lời về cuộc sống hiện tại. Theo đó, quan điểm riêng về việc sử dụng trang phục khi đã là ngôi sao lớn, Hoa hậu Diễn giới quốc tế 2018 cũng được Hương Giang Idol thẳng thắn đưa ra. Tôi cũng sở hữu nhiều nhãn hiệu nổi tiếng, tuy nhiên đối với tôi không cần thiết phải mang hàng hiệu thì mới thể hiện bản thân là người sành điệu. Theo tôi thì thần thái quan trọng hơn hẳn và sự sành điệu sang trọng là toát ra từ chính con người mình, ca sĩ cho hay. Hương Giang Idol là nữ ca sĩ nhạc pop được khán giả nhớ mặt điểm tên từ sau khi tham gia cuộc thi âm nhạc Việt Nam Idol mùa thứ tư và lọt vào top 4 thí sinh cuối cùng. Bên cạnh con đường ca hát, Hương Giang được chú ý nhiều vì là một người chuyển giới. Để có được thành công, được mặc trang phục lộng lẫy tự tin khoe dáng trong bikini quyến rũ như hôm nay, Hương Giang Idol đã phải trải qua những giây phút đau đớn tột cùng của những ca phẫu thuật tái tạo bộ phận cơ thể, chuyển đổi từ nam sang nữ. Tháng 10 2017, giọng ca trò đùa của Tạo Hóa gây sốc khi tiết lộ chuyện phòng the, tham gia talk show, ngôi sao bước ra từ Việt Nam Idol 2012 không ngại chia sẻ quan điểm, từ sở thích yêu đương cho đến kỹ năng của đối tác trong chuyện giường chiếu. Hương Giang Idol tiết lộ chuyện giường chiếu, giữa kích cỡ và kỹ năng, tôi chọn kích cỡ. Nữ ca sĩ chuyển giới thú nhận, cô là người rất quan trọng chuyện tình dục khi yêu, tôi thích ngực nhất trong các bộ phận trên cơ thể đàn ông, tôi cũng là người quan trọng về tình dục, thử hỏi có ai không quan tâm về việc đó, Hương Giang Idol bày tỏ. Từ chối tắm chung vì xấu hổ, nhưng mỹ nhân chuyển giới khiến ai nấy đều ngỡ ngàng khi thú nhận tôi thích hôn bạn trai. Ngoài ra giữa kích cỡ và kỹ năng đàn ông, tôi chọn kích cỡ, bởi vì tôi nghĩ kích cỡ mang đến cảm xúc nhưng lại không thể thay đổi được, còn kỹ năng có thể tập luyện.